Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục radio tối thứ ba hàng tuần. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển văn. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàn dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm anh cả bạn điêu thua, giấc ngủ không mộng mị, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đu vui với bạn bè và đi rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá và yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặt xiên và áo chăn. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây đâu.